Xin được kính chào quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều mang trong mình những vận mệnh khác nhau và thậm chí là với mỗi một người thì cũng có những biến động khác nhau trong từng giai đoạn của cuộc sống. Nhiều người phải sống trong cảnh túng thiếu nợ nần chồng chất và nhiều khi chính họ cũng cho rằng là mình không bao giờ có thể nào trả hết được nợ. Vì cứ trả hết cái này thì lại có cái khác xuất hiện, tiền bạc luôn luôn là vấn đề khiến cho những người này phải đau đầu. Nhưng những gia chủ tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2022 hãy yên tâm, đó chỉ là nghèo khổ nhất thời mà thôi. Nhất định trong tháng 4 âm lịch này thế nào bạn cũng trả hết nợ nần và không còn phải đau đầu vì tiền giống như trước đó nữa. Nợ mấy cũng trả hết, đã thế còn tìm được trải nghiệm cuộc sống giàu sang phú quý dư giả về tiền bạc trong tháng 4 âm lịch này. Tiền bạc rủng rỉnh, phúc phận đầy nhà. Tuổi Nhâm Ngọ trong tháng 4 âm lịch được giới tiên tri tử vi học dự báo nợ nần đến bao nhiêu cũng trả sạch, đổi vận giàu sang, nhiều phúc phận đầy bất ngờ. Và trước khi bước vào tìm hiểu nội dung chi tiết, quý vị đừng quên ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết về tử vi của những người tuổi 2002. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Nhâm Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ, tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Nhâm Ngọ sinh ra là để gánh vác công việc cực khổ. Họ là người không bao giờ thừa nhận thất bại. Họ chiến đấu đến cùng chỉ vì bản thân mình còn có thể, không hành động thì thôi. Người tuổi Nhâm Ngọ một khi bắt đầu ra khỏi giai đoạn non trẻ, họ sẽ gặt hái được khá nhiều thành công. Giai đoạn này, người tuổi Ngọ sinh năm 2002 bước vào khoảng thời gian quan trọng trong sự nghiệp, bản mệnh có thể phải chịu áp lực học tập khá nặng nề. Vì thế cần cổ vũ, động viên của người thân cũng như sự tích cực chủ động của chính bản thân mình. Đây chính là khoảng thời gian bạn có nhiều biến đổi về tâm sinh lý. Vì thế cần chủ động trò chuyện tâm sự với cha mẹ hoặc những người đáng tin cậy để kịp thời hóa giải khúc mắc, chớ nên giữ mọi chuyện trong lòng, kẻo dễ gây stress. Bản mệnh cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm, gây ảnh hưởng đến thành tích học tập của mình. Hãy xác định nhiệm vụ chính của mình là gì để thực hiện cho đúng. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Ất Âm Mộc nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Nhâm Ngọ. Nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt thì tài lộc sẽ đến. Sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, sự nghiệp, quan vận. Xem tử vi tháng này, người tuổi Nhâm Ngọ được cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ, phương diện học tập của đương số có nhiều điểm sáng, thành tích học tập được cải thiện. Bạn được quý nhân giúp đỡ tìm ra phương pháp học tập phù hợp hơn, năng lực tiếp thu kiến thức cũng mạnh hơn, khiến cha mẹ và thầy cô rất hài lòng. Quý nhân có thể là một người bạn ở ngay bên cạnh. Học thầy, không thầy học bạn, quả là một những cách học khiến bạn cảm thấy dễ tiếp thu hơn so với bài giảng trên lớp của giáo viên. Tinh thần tự giác trong học tập ngày càng được cải thiện, bạn hiểu được mình còn yếu kém ở mảng kiến thức nào và tự lấp đầy lỗ hổng bằng những giờ tự học. Tuy đôi lúc có không tránh được việc bị các yếu tố bên ngoài chi phối, gây mất tập trung, nhưng may là trong mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát và kịp thời sửa chữa nên không ra khỏi ảnh hưởng quá lớn. Việc thi cử trong năm cũng có thể đạt được thành tích như mong muốn, dễ dàng đạt được học bổng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Nhâm Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Vẫn đang trong độ tuổi ăn học nên con giáp này chưa cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính, vẫn được cha mẹ chu cấp đầy đủ. Nhờ những khoản tiết kiệm cẩn thận nên mệnh chủ có thể tự sắm cho mình những món đồ yêu thích từ lâu.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, người sinh năm 2002 có một nền tảng sức khỏe ổn định, tuy nhiên cần chú ý đến những nguy cơ tiềm ẩn đối với gan và túi mật. Ra ngoài, cần phải chú ý đi lại, không nên điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi cho phép để tránh tai nạn, sự cố ngoài ý muốn. Các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Ngọ hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, vốn dĩ tuổi Nhâm Ngọ rất hòa đồng, tính cách dễ chịu nên dù là nam hay nữ mệnh, đi đến đâu cũng luôn được hoan nghênh và yêu quý. Trong năm nay, sự khéo léo tiếp tục được phát huy, con giáp này dễ dàng kết giao với những người bạn mới, không chỉ giữ mối quan hệ tâm giao thân thiết mà còn rất hữu ích trong việc trao đổi bài vở, việc học tập thêm phần hiệu quả. Một số bạn có tư tưởng trưởng thành hơn bạn bè, đồng trang lứa, có thể xuất hiện tình trạng cảm nắng, yêu đương. Việc học tập có phần sao nhãng, cần cha mẹ và thầy cô đôn đốc thường xuyên. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 Ất Tỵ được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân tam hợp sửu và Dậu thành Kim Cục, xung hợi hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Đối với người tuổi Nhâm Ngọ trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 4 năm 2022, tức ngày 11 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 4 năm 2022, tức ngày 23 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Ngọ trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 4 năm 2022, tức ngày 6 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 4 năm 2022, tức ngày 18 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 trong tháng 4 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi 2002. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 4 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh.